Và nhân dịp lễ cũng đã có hiếu thường xin xin gửi tới quý vị ca khúc Hát Về Mẹ theo làn điệu Lệ Lăng Cung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Từ thọ lạc nằm nằm xuống nỗi ngủ, đã nghe tiếng du hồi từng nhịp thở. Mẹ đã chắc chiêu chiến năm mười xưa, đọc lại lời ru em đềm. Từ mãi tranh ý nghèo, nghe tha thiên tiếng ý vui, cha đi chữa đêm vui. Nặng sâu tình mẹ như bàn trời. Gió đi sâu đây với con biết tí ơn đi người bao phép mưa vui. Nơi cuối chợ đầu sông khi bãi xa, khi đầu môn vắng lúng đồng đi sâu, nước sông chào gió mưa tù và thật như có lăn lội sân mi hôn sân giữa tầng vì có đi. Một đi đời gian nan đi cay cực cơ hàn mi khổ đau muốn và đi. Trong nước đi mất đi nhà tan đi bao tòng tan quân thù gieo xuống khắp trời nam đám bom đi thù hãy đêm vui săn lòng đi mẹ tiếc con đi con không về lòng mẹ đau. Việt Nam ơi, con xin đi đường đi dâng lời mời ta công người. Dù muôn đi cuộc đi nổi trôi, mái bóc đi xanh, muốn màu cây đắng đi vẫn bừng đi lên. Ánh dương đi ngồi sáng trong mái buồn đi đời. Ấm mi từng ngọn cỏ gốc mi cây mãi dài dày cùng núi sông. Vâng, kính thưa quý vị, mặc dù đã rất là muộn rồi nhưng mà em Ngọc Sơn là một học sinh cũng về kịp với giao lưu với câu lạc bộ những người yêu chèo và em mới gửi tới cho quý vị một làn điệu chèo thật là hay. Một lần nữa xin cảm ơn em và chúc cho em một với một tình yêu chèo luôn luôn cháy mãi. Em học sinh ở đâu ạ? Dạ, Hồng Sơn là học sinh của trường Trung học Phổ thông Bắc Diên Hà. Và năm nay Hồng Sơn là lớp 12. Ở ước mơ của Hồng Sơn thì cũng rất muốn là đi vào nghệ thuật để trở thành một nghệ sĩ chèo. Nhưng mà chính vì là gia đình của Hồng Sơn thì cũng không có điều kiện, nên là có lẽ là chắc chắn là sau đó thì Hồng Sơn sẽ không thể tiếp nối được cái đam mê của mình là đi vào nghệ thuật chèo nữa, mà Hồng Sơn sẽ chuyển sang một lĩnh vực khác. Rất mong quý vị ủng hộ cho Hồng Sơn. Hôm nay trong một cái sân khấu nhỏ như thế này có nghệ sĩ ưu tú Đình Cương, nhà hát chèo Thái Bình. Có thể em có những cái ước nguyện vọng gì đối với nghệ sĩ ưu tú em có thể là bày tỏ, và chắc chắn là nghệ sĩ ưu tú Đình Cương có thể giúp được gì cho em. Em có thể bày tỏ chia sẻ những cái tình cảm của mình. Thực ra thì em cũng không có nguyện vọng gì lớn. Em đến với chèo đó là một cái duyên. Và
em rất là yêu nghệ thuật chèo. Nhưng mà tuy nhiên, chính vì hoàn cảnh mà có lẽ là em sẽ không thể theo tiếp con đường nghệ thuật này được. Xin thưa quý vị thế này ạ, tôi cảm giác cậu này giống như cậu Tân con trai tôi mà. Nhưng mà Tân thì năm nay học lớp 8, nhưng mà cậu này là học lớp 12. Thì vừa mới chợt nghe thì giọng hát chèo rất tuyệt vời, thấy mặc bộ quần áo sinh viên, à học sinh, rất tuyệt vời. Và em có một cái nguyện vọng, theo tôi thì cái nguyện vọng của em nó cũng rất bình thường thôi, có cái gì mà ghê gớm nào vào. Đặc biệt là cơ bản là em có thích hay không, hay nữa là bây giờ với em như thế này thì thực ra cũng quý vị biết rồi đấy, với nghệ thuật chèo truyền thống, đặc biệt là với nghệ thuật dân gian truyền thống của chúng mình đang gìn giữ đây, không có cái gì phải ghê gớm về cái vấn đề là kinh tế vật chất gì cả. Chỉ có một điều là chúng ta có năng khiếu hay không, có giọng hát hay không. Chứ còn thực ra là nói thế này để cho các bác các cô chú hình dung được, mà cả cái em Sơn cũng hiểu được, là có cả nghệ sĩ cũng chuẩn bị ưu tú Mạnh Khang này kìa, đấy, Bùi Gia Khang này kìa. Thì là chúng tôi vào trong nhà hát có lẽ là không có phải mất cái gì. Thậm chí là bởi vì người ta tuyển là tuyển mình, tuyển tiếng đàn câu hát đấy. Nhưng mà vào nghệ thuật thì chỉ có yêu cầu là hát và có năng khiếu, đàn nhạc năng khiếu thôi. Chứ còn với điều kiện nhà em, kể cả nhà em có nghèo bằng mấy, thì ngay bây giờ em đi học em cũng không phải đóng gì nhé. Em nếu mà bây giờ em có nguyện vọng thì chú Tuấn, có thì chị nào nói là đấy là học sinh của chú Tuấn. Chú Tuấn ở phố Lẻ này, là đối diện với nhà chú Đình Cương, hai người đối diện nhau đấy, như kiểu đây em mới thế này, đối diện này. Thì bây giờ nếu như em mà học xong lớp 12, em có nguyện vọng thì em vào trong trường, những bộ hồ sơ vào trường học 3 năm, sau này vào đoàn của chú Cương. Chứ có phải mất cái gì đâu ạ. Trước thì là đúng là học ở trường còn phải đóng học phí, nhưng bây giờ chỉ sợ là bây giờ em nó đang làm cái nghề khác rồi, phải không ạ? Chỉ cần là lên vắt là hát được, trông người ngon như này, phải không? Tức là không cần đấy, không cần phải mà tự người ta lấy em vào. Chứ còn bây giờ chú Cương có là người nhà, hoặc là cha, hoặc là chú, nhưng mà bảo anh, tôi có cái thằng cháu này, anh tuyển nó vào cái, nhưng mà nó không hát được, thì đến ông chú Cương đến làm tổng giám đốc chứ nữa thì cũng không lên. Nhưng mà cháu mà nó làm được thì cũng chẳng cần phải chú Cương, tự chú Cương ồ này hát hay đấy, lấy ngay vào đi. Cho nên nếu như em mà có nguyện vọng về theo nghệ thuật thì em không phải lăn tăn. Em chỉ học xong lớp 12, nếu như em bảo bố mẹ bảo con ơi, thôi nghệ thuật nó nghèo lắm, bây giờ nó tới nọ kia rồi thì thôi, thì con đi ngành khác đi, thì phải chịu. Còn thực sự là vào nghệ thuật thì nếu vào nghệ thuật truyền thống thì không lo nhá. Có chú và chú Cương và tất cả chú Khang, mà cháu hát tốt như này thì bây giờ có tí tuổi này mà đã như này rồi thì cháu được học nữa, đào tạo có phải là tuyệt vời không ạ nhá. Mong cháu là cố gắng và chú tặng cháu một cái đĩa. Cháu cũng rất là cảm ơn chú đã tư vấn cho cháu. Một lần nữa cháu xin cảm ơn quý vị. Điều tự nhiên thôi, không sắp đặt trước. Và kính thưa quý vị, và với cái nguyện vọng của cháu Sơn thì không phải riêng Cương đâu, mà tất cả các nghệ sĩ nhà chèo Thái Bình cũng rất trân trọng với lại cái nguyện vọng của cháu. Mà cháu là ít tuổi đấy, với tình cảm vậy thì là cũng giúp đỡ cháu mà một hết khả năng có thể. Tôi có cậu mà Đình Tân đấy, Đình Tân mà hay đánh nhạc trên, không phải con tôi đẻ ra đặt tên em đấy. Thì em Tân ấy là đầu tiên có đồng chí Khang biết về tuyển sân khấu học đường. Nhà và tôi vào nhà chơi không biết là nhà nào là nhà trên hay là nhà nào là nhà bếp. Nghèo như vậy còn phải mua quần áo về tài trợ cho em ấy. Từ năm lớp 8 đến khi đưa đi học tại trường, học hết 3 năm đưa vào đoàn và đến khi lấy vợ. Đấy. Chứ còn có phải mình có phải họ hàng đâu. Đấy mà giúp đỡ đến như vậy, bây giờ đấy, tình cảm như vậy đấy. Đẻ con tôi đã đặt tên nó mà. Thế nhưng mà cậu đấy rất giỏi, có tài, đấy như đồng chí Khang này, rất giỏi đấy. Đấy, thế thì có phải không ạ? Có phải là bố mẹ nghèo mà là có phải có tiền của mà cho con các con đi được đâu. Và hôm nay thì rất vinh dự thế này. Bây giờ là 12 giờ kém rồi. Tất nhiên là chèo thì có thể chúng ta hát từ giờ đến tối vẫn không cảm thấy mệt, không cảm thấy đói. Thế nhưng mà bây giờ là chúng ta, cái chương trình của chúng ta còn buổi chiều này nữa. Cảm ơn tình cảm của vợ chồng anh Trường và tất cả các
À, gia đình anh Trường nói là cả em rồi cả chị phải bỏ hết các thứ về đây để phục vụ cái buổi sáng này, là rất cảm ơn tình cảm. Và nghệ sĩ ưu tú Đình Cương thì thực ra là trong cái sản phẩm nghệ thuật thì tiền thì không có, nhưng về đây chỉ vui và hát tặng bà con, và đặc biệt là có một cái sản phẩm bằng cái CD này để tặng anh chị em trong buổi sáng hôm nay. Thì trong này chắc là không thể đủ được, cũng không biết là đông người thế này, cho nên là trong hộp đĩa thì từng đây thì tặng anh chị em, để anh chị em có thể trên xe ô tô nghe được này, về nhà có thể nghe được. Xin đăng ký một đĩa. Đó là bộ nghệ thuật toàn duyên, xin một đĩa. Anh nhớ đăng ký. Thưa các quý vị, những người yêu trèo, có lẽ là từ sáng đến giờ các quý vị yêu trèo chúng ta đã thưởng thức rất nhiều các cái màn biểu trèo rồi. Và có lẽ là thay lời cho gia đình anh Trường và chị Hồng, xin gửi tới những người yêu trèo của các tỉnh Thái Bình, Bắc Giang, Hải Dương, thành phố Hà Nội. Và đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Đình Cương đã gửi tới quý vị và những người yêu trèo những bài trèo thật đáng hay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và thay lời cho vợ chồng nhà anh Trường xin được có lời mời những người yêu trèo chúng ta hãy dùng bữa cơm thân mật cùng với gia đình và sẽ xin kết thúc chương trình giao lưu văn nghệ. Từ thọ lạc nồng nằm xuống tôi ngủ, đã nghe tiếng xu hồi từng thở. Mẹ năm mười xuống, đọc lại lời xưa em đềm tha thiết. Từ mái tranh y nghèo nghe tha thiết tiếng y rùi, cha đi chữa đêm vui. Nặng sâu tình mẹ như bàn trời. Gió đi sâu đây với con biết đi ơn đi người bao phép mưa vui. Nơi cuối chợ đầu sông khi bãi xa, khi đầu môn vắng lúng đồng đi sâu nước sân chào gió mưa tù và có lăn lội sân mi hôn sân giữa tầng vì có một tỷ đời gian nan đi cay cực cơ hàn mi khổ đau muốn vàng trong nước mất lý nhà tan đi bao tòng như tang quân thù gieo xuống khắp trời nam giáng bom đi thù hãy đêm vui sẵn lòng mì mẹ tiếng con đi con thân về lòng mẹ đau Việt Nam ơi con xin đi đường đi dâng lời mời ta công người